Bộ này Tràng Auto sẽ ghép với một combo vẫn là Nhật và Mỹ. Và combo này sẽ đẩy giá là 19 triệu 500 nghìn. Âm ly đờn ông 390 45 mã mặt vàng. Hàng made in Japan, điện 100V. Cặp loa anh em đang nhìn là cặp loa 501 CD3 nhé. Cặp này thì nó là căng trùng. Đấy. Cái căng nó là bao ba mặt luôn. Dòng này là sở hữu bát 25, bát to nhất của bố gia đình. Clip nào cũng phải nhấn lại và nói lại, giới thiệu lại cho anh em, bởi vì rất là nhiều anh em chưa biết. Thì anh em nào biết rồi thì thôi cứ coi như là em chưa nói gì. Đấy, đây là 501 C3 nhé. 501 C3 với C4 thì nó đều hay. Nó là dòng tương đối là đa năng. Nghe nhạc hay, hát karaoke hay. Và quan trọng nữa là nó vẫn là loa Bô thương hiệu, tiếng tốt. Nhưng mà em đang ghép một cái bộ combo giá nó rất là vừa phải, 19 triệu 500 nghìn. Bây giờ mình ngân sách mình vừa phải thì mình phải lựa. Chứ còn nếu các bác ngân sách về hoặc là kinh tế các bác có điều kiện thì không phải lựa trước gì cả. Mình thích cái nào mình chơi thôi. Và đương nhiên với cặp Bô 501 C3 này, nếu mà anh em mà kinh tế dư giả thì hoàn toàn ghép một bộ khoảng tầm 30 triệu là ngon luôn. Còn cái bộ này nó có ngon, đương nhiên là nó ngon, và cái gì thế đồn thanh hay bất cứ các bác chơi cái gì hoặc mua cái gì thì các cụ luôn nói là tiền nào của đấy chứ. Tuy nhiên là với 301 à 501 C4 à C3 này ấy, thì ghép với cả 390 45 mã như này thì em ghép cho rất là nhiều anh em rồi. Và tiếng đánh giá là rất là ổn trong tầm tiền. Rất là ổn luôn. Thêm một cái nữa đấy là cái cấu hình này thì đang ghép để hướng cho anh em nghe nhạc. Còn anh em nào muốn hát thì ví dụ chưa có điều kiện thì có thể về sau đầu tư, chỉ cần đầu tư thêm một con vang thôi là ok luôn. Đấy, đây là con 3914 nhá. 3914 nó là hàng của Nhật xịn, điện 100V. Những cái đồ này thì anh em qua thằng Auto thì hoàn toàn có thể tháo ra xem thoải mái nhé. Anh em chốt lấy cái gì tháo ra xem thoải mái. Đấy. Hàng cực kỳ chất luôn. Đấy. Ngoài bộ này thì anh em nhìn đằng sau có rất là nhiều các dòng khác. Sherwin-Mega, Relictic, Deaton, Onkyo. Đấy. Chung quy lại ở Hà Nội thì thằng Auto thì rất là nhiều những hàng tầm tiền bình dân cho anh em lựa chọn. Bên em chỉ có một cái nó hơi khó hơn một chút, đấy là nó không phải nằm ở mặt đường, nó nằm trong ngõ, cho nên anh em nào đi vào trong ngõ thì đỗ ô tô trong ngõ được thoải mái free. Nhưng mà trường hợp mà không tìm thấy thì có thể điện theo số máy này để em tả đường cho. Còn nếu mà bác nào đi rồi thì chỉ cần đến ngã ba thứ hai các bác rẽ phải là sẽ tới luôn, rẽ đúng một lần vào trong ngõ, rẽ đúng một lần là tới nhà, rất là dễ đấy. Cái bộ này thì tiếng bass nó rất là hay nhé. Anh em nào mà chơi cái bộ Bô AM5 rồi ấy, đấy, thì nếu mà các bác nghe bass mà thích của AM5 ấy, thì hai cục súp của AM5 đấy tiếng nó mới tương đương với cái bộ 501 CD3 này. Bởi vì có lần em đã ghép và em đợt đấy em dùng cái phần mềm em đo cái dài trầm ấy, thì tiếng nó như thế, nó tương tự như thế. Hôm đấy là có mấy bộ Bô AM5 test thử dài trầm nó tương đương như vậy. Bát 25 nó rất là lợi, tại vì Bô thì bình thường bát 20 thôi các bác biết. Còn AM5 thì nó còn bát nó còn bé hơn, nhưng mà nó là hình như là hai hai loa ở trong thùng. Em cũng chưa tháo bao giờ, em không biết. Cái dòng súp Bô đấy chưa tháo bao giờ, nó súp cơ chưa tháo bao giờ. Đấy. Bộ này như thế này, còn bây giờ em sẽ test nhạc cho các bác nghe. Thì những cái bộ này thì thực sự là nó cũng gọi là hàng đại trà rồi. Nó cũng không có cái gì nhiều á. Đấy, nhớ đăng ký kênh để em up những cái clip nó hay ho hơn phục vụ các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Hãy
ngoài kia gió mưa còn bay.